결국 우려하던 일들이 하나둘 현실로 다가오고 있습니다. 지난주 크리스마스 주간 느슨한 통제에 많은 사람들이 거리로 나와 돌아다니자 정부는 주말임에도 불구하고 26일부터 6개 지구를 추가로 3등급으로 지정하고 발표했는데요. 이에 따라 하노이시는 기존 동다와 하이바충 지역과 함께 호암끼엔, 바딩, 황마이, 롱비엔, 남뚜림 및 따이호 지구에도 식당 내 취식 금지를 비롯한 비필수 업종 영업을 제한하는 조치를 내렸습니다. 특히 유동인구가 많은 바딘, 호암끼엔, 롱비엔, 따이호 지구와 함께 한인촌이 형성된 남뚜림 지구도 선정되면서 한인업소들의 영업 제한이 불가피해졌습니다. 26일에도 베트남은 15,000여 명의 확진자가 발생한 가운데 하노이시는 1,900여 명의 확진자를 기록하며 최대 기록을 경신했습니다. 이런 와중에 베트남 정부는 12월 24일부터 14일 미만의 업무 출장에 대한 입국은 격리를 면제하는 조치도 시행했는데요. 24일부터 시행된 조치에 따르면 14일 미만의 입국에 대해선 백신 접종 및 사전 PCR 검사는 필수 조건으로 대중시설의 이용은 불가능하고 사전에 이동 동선을 정부에 제공하는 조건으로 격리 없는 입국을 시행한 것으로 알려졌습니다. 연말 연초를 앞두고 하노이시는 1일 확진자 숫자가 2만 명을 훌쩍 넘어버릴 것이라는 이야기가 나오는 가운데 각 지구별로 방역 조치는 점점 더 심해지고 있습니다. 오늘은 지난 주말 갑작스럽게 발표된 베트남 6개 지구의 특별 조치에 대해 베트남 신문에 나온 내용을 바탕으로 알아보도록 하겠습니다. 베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. 하노이, ngày mai, ngày 26 tháng 12, 8 quận sẽ dừng các hoạt động không thiết yếu. Chiều tối ngày 25 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo mới nhất đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, cùng với quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các địa phương thuộc cấp độ dịch cấp 3, màu cam sẽ phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch từ ngày 26 tháng 12. Cụ thể, các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch khi nâng cấp độ dịch lên mức nguy cơ cao gồm: hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các quận nguy cơ cao này yêu cầu duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các tổ COVID cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn,
trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao. Khu chung cư, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giao nhận hàng hóa, nơi tập trung đông người. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 14 ngày gần đây, có 67 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bổ theo các quận, huyện, thị xã như sau. Ba Đình 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàn Kiếm 4 đơn vị, Hoàng Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị, Thanh Trì 5 đơn vị. Ngoài ra, có 116 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch, 396 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1, không có đơn vị nào ở cấp độ 4. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 98,2%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 95,1%. Trong 2 tuần trở lại đây, thành phố Hà Nội ghi nhận 17.832 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.